không được vào lớp vì để tóc sai quy định, học sinh lớp 8 bỏ mạng trên đường đi cắt lại tóc. Khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 11 tại thôn Tân Tịnh, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy do em Quách Trung H, sinh năm 2008 là học sinh lớp 8B, trường trung học cơ sở Thành Vân, huyện Thạch Thành điều khiển, dẫn đến việc em này tử vong. Thầy Quảng Minh Dũng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thành Vân cho biết, ngày 14 tháng 11 thứ Hai, nhà trường tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, đánh giá hoạt động của nhà trường, đồng thời nhắc nhở những em chưa thực hiện nội quy của trường. Trường có 3 em để tóc không đúng quy định, cắt cua để vệt trắng ngang mang tai gồm em Trần Thế Tê và em Phạm Minh V đều sinh năm 2007, lớp 9B và em Quách Trung H, học sinh lớp 8B. Sau đó em T và V đã cắt lại tóc, chỉ còn em H chưa thực hiện theo quy định của trường. Đến ngày 21 tháng 11, tại buổi lễ chào cờ, nhà trường đã gọi em H lên để phê bình và yêu cầu em cắt tóc lại mới được vào lớp. Sau đó em H đã mượn xe máy của ai đó để đi cắt tóc và bị tai nạn giao thông tại xã Thành Tâm, cách trường trung học cơ sở gần 3 km. Em H được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành và tử vong vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Nhà trường đã tổ chức cho thầy cô và các bạn học sinh đến viếng. Được biết thời gian gần đây huyện Thạch Thành đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông thương tâm, đều do một số em đang tuổi vị thành niên điều khiển xe máy có dung tích trên 50cc tham gia giao thông. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh học sinh không nên nuông chiều tạo điều kiện cho các em sử dụng xe máy phân khối lớn đi học. Vụ tai nạn giao thông nêu trên cũng là lời cảnh báo đối với các nhà trường không nên cứng nhắc quá mức đối với học sinh cá tính đang độ tuổi từ 14 đến 15 nên cần phối hợp với gia đình các em và tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh mẫu cắt tóc đẹp và không đẹp được dán thông tin của trường để giáo dục học sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.